Quay trở lại những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, mở đầu bản tin cho biết Tổng thống Donald Trump gửi Twitter cảnh cáo chính quyền Iran. Bất chấp sự đe dọa của lực lượng an ninh, người dân Iran tối Chủ nhật ngày 12 tây tháng Giêng xuống đường phản đối việc chính quyền quốc gia này trong nhiều ngày liền chối bỏ việc bắn rơi một phi cơ hàng không dân sự Ukraine, khiến cho 176 người thiệt mạng. Hàng trăm sinh viên tụ tập tại Đại học Shahid Banasti University ở Tehran để bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân và phản đối chính quyền vì đã che giấu sự thật. Tổng thống Donald Trump gửi tweet ra cảnh cáo chính quyền Iran là chớ giết người biểu tình. Ông Trump nói rằng thế giới đang theo dõi, nhưng quan trọng hơn cả là nước Mỹ đang theo dõi những gì đang xảy ra ở Iran.